Thành phố Hồ Chí Minh bùng dịch Covid-19, còn điểm phong tỏa, bếp ăn Sài Gòn còn nổi lửa tiếp tế. Chương trình bếp ăn miễn phí tại Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ cuối tháng 5. Nơi nào phong tỏa chống dịch Covid-19, bếp ăn sẽ cung cấp suất ăn miễn phí cho lực lượng trực chốt, nhân viên y tế. Gần 2.000 suất ăn trên một ngày. Hai đơn vị đầu tiên bếp ăn hỗ trợ là quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là phường Thạnh Lộc và sau đó đến quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được thực hiện ở hai điểm: bếp mặn tại Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, bếp chay tại nhà hàng Hạnh Phúc, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi ngày trung tâm chuẩn bị từ 500 đến 700 suất mặn và chay để gửi đến lực lượng công an, dân quân và nhân viên y tế tại các khu vực bị phong tỏa. Một suất ăn bao gồm cơm, canh, đồ mặn, đồ xào, trái cây và nước uống. Bệnh viện nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh bị phong tỏa do nhân viên nhiễm Covid-19. Bếp ăn hỗ trợ thêm suất ăn tại đây nên số lượng cần nấu tăng lên đột biến. Anh Võ Quốc Cường, trưởng phòng kết nối tình nguyện của trung tâm cho biết: "Chúng tôi đã làm việc đến 12 giờ khuya để chuẩn bị 500 suất ăn sáng cho các y bác sĩ tại bệnh viện. Còn buổi chiều 13 tháng 6, gần 700 suất ăn. Tính số lượng riêng ngày 13 tháng 6 đã lên đến gần 2.000 suất, gấp đôi so với trước đây. Việc chuẩn bị bữa ăn bắt đầu từ 4 giờ sáng. Dù các bạn phải thức khuya đêm qua, nhưng sáng vẫn dậy sớm để đảm bảo 6 giờ, các suất ăn được hoàn tất." Anh Bình thông tin rằng, trung bình một ngày bếp ăn sử dụng khoảng 50kg thịt các loại, 300-400kg rau củ của hai bếp. "Lúc tôi đến, các bạn tình nguyện viên đang chia khẩu phần ăn. Anh Cổ Văn Long, 32 tuổi, ngụ tại quận 8, được các bạn gọi vui là bác, bởi anh là đầu bếp phụ trách việc nấu nướng. Anh Long chia sẻ rằng công việc bình thường của tôi là bán gạo và kinh doanh online. Dịch bệnh bùng phát lên, công việc buôn bán chậm đi nhiều. Một người chị nói với tôi có chỗ cần người đứng bếp, tôi cũng đang rảnh nên nhận lời. Buổi tối anh sẽ lên thực đơn và số lượng nguyên liệu cần thiết. Các bạn tình nguyện viên phụ trách sơ chế và đóng gói, anh phụ trách chế biến. Với anh, công việc nấu nướng không quá khó nếu số lượng cụ thể. Nhưng nếu có tình huống phát sinh, anh phải phản ứng nhanh, chế biến món ăn mới gọn lẹ để đảm bảo số lượng suất ăn cho các đơn vị cần." Anh Long nói, "Tôi thường nấu thịt các loại hoặc là đậu hũ vì nó không tanh và chế biến tiện hơn. Các món cá với thời tiết nóng nực sẽ rất tanh và khó ăn dù đã nấu lên rồi. Riêng với món xào thì một ngày tôi nấu đến vài nguyên liệu khác nhau như là giá đỗ, dưa leo, cà rốt, v.v. Mình làm vậy để ai thích ăn món nào cũng có, giúp cho bữa ăn bớt chán ngán hơn." Đầu bếp chính là người phân chia công việc theo khâu cho tình nguyện viên. Anh Long muốn công việc được thực hiện hiệu quả, tranh thủ từng phút một để không ai phải chờ đợi. Những suất ăn đến tay lực lượng tuyến đầu phải đảm bảo dinh dưỡng, dễ ăn. Mỗi ngày thực đơn đều có thay đổi, thêm vào đó luôn có trái cây, các loại nước tự nấu hoặc chè, bánh do nhóm tự làm gửi kèm theo. Việc duy trì bếp ăn với anh Bình là khó trăm bề. Trước hết là kinh phí, anh Bình cho biết trung tâm không có nguồn quỹ chính cho bếp ăn. Nguồn kinh phí chủ yếu đến từ các mạnh thường quân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Tiếp đến là nguồn nguyên liệu. Anh nói, "Chúng tôi cử các bạn tình nguyện viên đến các chợ đầu mối, vận động tiểu thương hỗ trợ phần rau, củ. Ngày thì có, khi lại không. Vì thế tôi luôn có phương án dự trù nơi có thể mua được số lượng lớn rau củ nếu không được quyên góp." Sau cùng là nguồn nhân lực. Hiện tại khoảng 40 tình nguyện viên hỗ trợ tại hai điểm bếp ăn. Các bạn phải làm việc liên tục để đảm bảo suất ăn đến hoàn thành và kịp giờ giao. Có những bạn phải bỏ phòng trọ, mang đồ lên trung tâm ở lại. Anh Bình vừa phải đảm bảo an toàn phòng dịch, vừa phải chăm lo đời sống cho các em. Nói đến đây, anh Bình xúc động và nghẹn lời. "Các bạn sợ ở phòng rồi nơi đó phong tỏa hoặc làm việc tại trung tâm không may mang mầm bệnh về đó nên quyết định ở lại đây. Vất vả lắm. Ai nấy cũng đầm đìa mồ hôi dưới cái nắng của thời tiết và cái nóng của bếp than. Tất cả cũng vì kế hoạch chung thôi." Chị Nguyễn Thị Phương Nguyên, 26 tuổi, là nhân viên một công ty bảo hiểm. Công ty vừa thông báo chia ca làm việc và họp online, chị liền tham gia chương trình. Cường độ công việc tăng lên theo số lượng suất ăn khiến chị mệt mỏi, căng thẳng. Nhưng chị quyết tâm theo đến cùng, đến khi nào Sài Gòn không còn điểm phong tỏa nữa thì thôi. Chị vui vẻ nói rằng, "Tôi mong muốn được góp sức mình cho công tác chống dịch của thành phố. Tôi muốn trở thành hậu phương vững chắc để lực lượng tuyến đầu an tâm, mạnh mẽ mà chiến đấu. Tôi cũng mong các đơn vị doanh nghiệp có thể tài trợ kinh phí, thực phẩm để bếp ăn được duy trì theo đúng kế hoạch."
Tình cảm giữa các tình nguyện viên suốt những ngày qua càng khiến quyết tâm của chị thêm mạnh mẽ hơn. Chị kể cho phóng viên nghe câu chuyện hôm qua. Về nhà sau một ngày tại bếp, chị Nguyên tranh thủ hoàn thiện hồ sơ kêu gọi tài trợ từ các doanh nghiệp đến 1 giờ sáng. Chị đi nghỉ nhưng không tài nào ngủ được. Đến 4 giờ thì chị mở điện thoại và biết các bạn tình nguyện viên đang làm việc rồi. Chị bùi ngùi nói rằng, lúc đó nước mắt tôi tự nhiên rưng rưng. Tôi biết các nhân viên tại bệnh viện đang lo lắng vì nghe tin mình nhiễm Covid-19. Các bạn của tôi ở đây cũng đang hết mình làm công việc của họ để đảm bảo tuyến đầu có được bữa cơm chất lượng nhất. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện này để tiếp thêm sức mạnh cho nhân viên y tế rằng họ hãy yên tâm, có chúng tôi ở phía sau. Đến với bếp ăn, anh phụ trách đóng gói, còn xe ô tô của đơn vị thì được đem cơm đến các chốt phong tỏa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nhất là quận Bình Thạnh. Đó là anh Trần Công Bằng, là thượng sĩ đội kỹ thuật hình sự công an quận Bình Thạnh, cũng tới tham gia vào ngày nghỉ. Anh Bằng là người kết nối đoàn công an với trung tâm với mong muốn chia sẻ khó nhọc của đồng đội nơi trực chốt. Anh tâm sự rằng, các anh em chiến sĩ rất cảm ơn những bạn trẻ này. Các suất cơm chất lượng, giao đến tay còn nóng hổi như vậy đảm bảo sức khỏe hơn các loại đồ ăn nhanh. Khối lượng công việc ở đây rất là nhiều. Mọi người cứ nghĩ tới đó nấu thôi thì không phải như vậy đâu. Hầu như từ công đoạn sơ chế cơ bản đến vô hộp, vô bì đều từ tay mọi người làm. Con người thì ai cũng biết mệt hết, nhưng mỗi người động viên nhau, cười nói, chọc ghẹo nhau để vơi đi được mệt mỏi nhiều hơn. Bếp ăn sẽ duy trì cho đến khi thành phố không còn điểm phong tỏa, dù suất ăn có nhiều thêm nữa. Với ý chí và tấm lòng của những bạn tình nguyện viên, bất kỳ khó khăn, khúc mắc nào cũng được gỡ bỏ. Tinh thần của người trẻ yêu nước chính là sức mạnh nội tại để đánh bại Covid-19. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.